Vào ngày 18 tháng 6 năm 2003, Jenner chính thức đồng ý khoác áo Manchester United với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 15 triệu euro từ Sporting Lisbon. Đáng chú ý, vào thời điểm ấy, Barca cũng trả gần 15 triệu euro để thuyết phục Lisbon nhượng lại Ronaldo. Ngoài ra, Ronaldo cũng nhận thấy cơ hội ra sân chính thức của Quỷ Đỏ sáng hơn Barca, nên anh đã quyết định đầu quân cho câu lạc bộ chủ sân Old Trafford. Cùng xem lại trận đấu ngôi sao Ronaldo ra mắt Manchester United nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Ronaldo đã là người của Juventus không lâu sau khi World Cup 2018 kết thúc với mức phí 100 triệu euro, chính xác là ngày 18 tháng 8. Mặc dù đây không phải là thương vụ đắt giá nhất thế giới, nhưng đối với Juventus và cả Serie A 2 năm trước, việc có được CR7 chẳng khác nào một siêu bom tấn. Thế nhưng, có một sự trùng hợp vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng nhận ra, đó là cũng vào trung tuần tháng 8, 15 năm trước đó, chính xác là ngày 16, Ronaldo đã bước ra ánh sáng khi chơi trận đầu tiên trong màu áo MU. Mùa hè năm đó, Sir Alex Ferguson đã gây ra nhiều tranh cãi khi chi đến 12 triệu bảng để mua một cậu nhóc 18 tuổi gầy còm từ Sporting Lisbon. Không những vậy, ông già gân còn để Ronaldo kế thừa chiếc áo số 7 huyền thoại của David Beckham. Thế nhưng, tất cả những thắc mắc của truyền thông cũng như người hâm mộ đã được giải đáp trọn vẹn trong trận trình làng của Ronaldo. Ngày 16 tháng 8 năm 2003, khi MU đang dẫn trước Bolton 1-0 ở thời điểm trận đấu còn 29 phút, Sir Alex Ferguson đã hướng ánh nhìn lên băng ghế dự bị để tìm kiếm nguồn cảm hứng mới. Không hẹn mà gặp, ánh mắt ông bắt gặp cái nhìn quyết liệt của tân binh trị giá 12,2 triệu bảng mới gia nhập từ Sporting Lisbon. Và thế là chỉ 10 ngày sau khi khoác áo Sporting lần cuối cùng để đá với Man United, Ronaldo đá trận đầu tiên trong màu áo mới, trận mở màn ngoại hạng Anh tại Old Trafford. Mặc chiếc áo số 7 huyền thoại, Ronaldo vào sân thay Nicky Butt khi trận đấu còn khoảng nửa giờ. Lập tức hàng thủ Bolton hiểu rằng sẽ phải đối đầu với một gã quái kiệt rất nhanh và khéo. Quả thực, mặc dù huấn luyện viên lão luyện Sam Allardyce luôn bố trí hai cầu thủ bao vây, nhưng Ronaldo vẫn quẩy tung Old Trafford. Những pha đảo chân lắc léo của cậu nhóc 18 tuổi khiến hàng vạn người hâm mộ ở bốn mặt khán đài phấn khích. Và rồi tất cả đều hò reo sung sướng khi phút 71, Ronaldo qua mặt Kevin Nolan buộc tiền vệ kỳ cựu này phải kéo áo lộ liễu trong vòng cấm địa giúp MU có được quả 11m. Các fan Quỷ Đỏ khi đó vô cùng phấn khích trước màn trình diễn đầy hứa hẹn của CR7 khi anh liên tục có những pha đảo chân đẹp mắt đi bóng vặn sườn đối thủ ở tốc độ cao, đứng trước các tên tuổi lớn của Man United như Roy Keane, Van Nistelrooy, Bosco, Giggs, Diego Forlán. Nhưng Ronaldo vẫn tạo ra sự khác biệt bằng đôi chân nhanh nhẹn và một tốc độ bùng nổ. Anh khiến hàng thủ của Bolton gồm toàn những gương mặt cứng cựa phải dùng đến tiểu xảo và những pha phạm lỗi để ngăn cản. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Dù không trực tiếp lập công, tuy nhiên sự xuất hiện của Ronaldo khiến kế hoạch phòng ngự của Bolton hoàn toàn phá sản, đội khách rối loạn khi CR7 và Giggs liên tục đảo cánh càng quét. Kết quả, MU ghi thêm 3 bàn để thắng hoành tráng 4-0. Đây là một trận đấu chào hàng thành công của Ronaldo. Còn với riêng Sir Alex, ông đã thêm một lần nữa tạo ra một trong những tên tuổi lớn nhất của sân Old Trafford. Kể từ đó, một huyền thoại ra đời, mang ra mắt của Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro trước chính MU trên sân Old Trafford là khởi đầu một hành trình kỳ diệu. Đấy là trận đầu tiên trong tổng cộng 292 trận đấu của Ronaldo trong màu áo Man United. Chuỗi trận đấu chứng kiến anh ghi 118 bàn, giành 3 chức vô địch ngoại hạng Anh, một cúp FA, hai cúp liên đoàn, một Champions League và một FIFA Club World Cup. Rồi anh chuyển sang Real Madrid năm 2009 với giá chuyển nhượng kỷ lục, để rồi còn thành công rực rỡ hơn nữa. Đồng đội cũ Quinton Fortune mô tả lại thời khắc CR7 bước vào phòng thay đồ của MU lần đầu tiên. Ronaldo bước tới với phong thái cực kỳ tự tin, một cách không thể tin được. Cậu ta đi vào và đại khái bảo với tất cả mọi người rằng cậu ấy là số 1. Tiếng Anh không chuẩn lắm, nhưng đủ để chúng tôi hiểu ý nghĩa của cậu ấy. Điều đó đặt anh ấy lên trên tất cả những cầu thủ trẻ khác, và anh ấy đã làm điều đó nhờ vào cường độ làm việc và khả năng của bản thân.
Ngay từ khi còn là một cậu nhóc, anh ấy đã muốn giỏi hơn người khác. Nếu bạn làm điều gì đó thú vị trong buổi tập, anh ấy sẽ thực hành theo cho đến khi tái hiện được nhuần nhuyễn điều đó. Từ một anh chàng mình dây với mái tóc rũ rượi như đĩa mì spaghetti cùng đôi chân dẻo quẹo, từ một cỗ máy ghi bàn đầy cơ bắp, Ronaldo đã trải qua quá trình khổ luyện gian nan hơn bất kỳ ai. Cho tới giờ, chỉ cần hỏi bất kỳ một Manusian nào, chắc chắn họ sẽ vẫn chưa thể quên được cảm giác khó tả khi ngày đầu tiên trông thấy CR7 đặt chân đến United và chạy những bước chạy đầu tiên trên thảm cỏ Old Trafford, nơi khởi nguồn của một huyền thoại.